Sự thật về tàu Titanic, Titanic chưa bao giờ chìm. Hẳn là ai trong chúng ta đều ít nhiều biết về câu chuyện chìm tàu của siêu du thuyền Titanic. Thế nhưng có giả thuyết cho rằng tàu Titanic chưa bao giờ chìm. Tất cả đều là chiêu bài kinh tế đầy man rợ được chủ nhân của siêu tàu này lên kịch bản. Giả thuyết về chiêu trò này cụ thể ra sao? Hãy cùng D2T tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Titanic có tên chính thức là AMS Titanic. Ở thời điểm những năm đầu của thế kỷ 20, Titanic là con tàu lớn nhất, hiện đại nhất và sang trọng nhất lúc bấy giờ. Nó trở thành một biểu tượng của sự xa hoa, mang theo tham vọng thống trị tuyến đường biển xuyên Đại Tây Dương. Tuy nhiên, tất cả những sự hoành tráng và diễm lệ ấy đều đã chìm xuống đáy biển tăm tối trong chuyến vượt đại dương đầu tiên của siêu tàu này. Nguyên nhân cuối cùng được cho là tàu đã va phải một tảng băng lớn, khiến tàu bị hư hại nặng. Vụ va chạm đã khiến nước biển nhanh chóng tràn vào và dần kéo siêu tàu xuống đáy đại dương. Vụ đắm tàu đã khiến 1.500 người tử nạn và trở thành một trong những tai nạn tàu lớn nhất và nghiêm trọng nhất lịch sử nhân loại. Dù nguyên nhân cuối cùng đã được công bố, nhưng những kiện tụng và tranh cãi xoay quanh số phận của Titanic trong hơn 100 năm qua vẫn chưa dừng lại. Một trong những giả thuyết man rợ và thu hút nhất về thảm kịch này là giả thuyết về việc Titanic đã bị đánh cháo trước đó. Giả thuyết này chĩa mũi dìu về phía chủ nhân của tàu Titanic là tỷ phú J.P. Morgan. Trước khi có Titanic, Morgan đã sở hữu một siêu tàu khác có tên là Olympic. Hai siêu tàu này có ngoại hình gần như là giống nhau. Tuy nhiên vì Olympic đã cũ và gặp một số tai nạn trước đó nên bị hư hỏng nhiều phần. Chính vì vậy người ta cho rằng J.P. Morgan đã sơn lại chiếc Olympic giống với Titanic và đánh cháo tên của chúng. Người đời cho rằng sở dĩ ông làm vậy là vì ông biết rằng bản thân sẽ kiếm được món tiền khổng lồ từ phí bảo hiểm. Với một nhà kinh doanh, điều đó là khôn ngoan hơn rất nhiều so với việc bỏ ra một số tiền lớn để sửa chữa con tàu đã cũ mà không biết đến khi nào mới hoàn lại vốn. Để củng cố cho giả thuyết này, người ta đã chỉ ra những bằng chứng cực kỳ thuyết phục khác. Bạn hãy đoán xem những ai ở trên con tàu đã được định trước kết cục thảm họa này. Vâng, tất cả đối thủ kinh doanh của J.P. Morgan và không một ai thoát khỏi sự tính toán của ông. Và ai cũng đều cảm thấy đây không phải là một sự trùng hợp khi mà Morgan đã hủy chuyến tàu của mình chỉ trong ít phút trước khi con tàu rời cảng. Bên cạnh đó, Jam Fenton, một người đàn ông làm việc trên con tàu may mắn sống sót qua thảm họa, mãi sau này đã có một chia sẻ cuối cùng về Titanic trước khi qua đời rằng Titanic chưa bao giờ chìm, mà con tàu chìm là Olympic. Lý do ông ta không tiết lộ sớm hơn là vì điều đó sẽ mang tới rất nhiều rắc rối và nguy hiểm cho ông cũng như là cho gia đình của ông. Giả thuyết này được nhiều người tin tưởng không chỉ vì các bằng chứng rất logic với nhau mà còn là sự phi lý trong va chạm. Người ta cho rằng một vụ va chạm với băng trôi không thể tạo ra những hư hại lớn như vậy, nhất là với siêu tàu khủng nhất cả về kích thước lẫn chất lượng như Titanic ở thời điểm đó. Có chăng con tàu đã có vấn đề trước đó nên khi gặp một tai nạn mới thì sự cộng hưởng của các hư hại nhỏ mới tạo ra thảm kịch bi đát như vậy. Nếu giả thuyết này là đúng sự thật thì thật sự đây có lẽ sẽ trở thành một trong những chiêu bài kinh doanh man rợ và máu lạnh nhất lịch sử nhân loại. Tất nhiên, không ai trong chúng ta mong nó là thật và đây cũng chỉ là những giả thuyết chưa được xác thực mà thôi. Vậy nên, rất mong nhận được bình luận về suy nghĩ của mọi người trong thuyết âm mưu này. Cuối cùng thì hãy like cũng như là theo dõi D2T để không bỏ qua những video thú vị tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!